Xin chào tất cả các bác và anh em. Thì đây tiếp tục lại là một bộ karaoke đến từ châu Âu rất là VIP. Thì hôm nay em có lắp cho một anh giai ở ngoài Hải Phòng một bộ karaoke gồm một đôi loa Adamson PC12 cộng với một cặp sub Sibung đến từ Đức. Loa Adamson đến từ Canada. Đây là những đồ châu Âu rất là cao cấp các bác ạ. Thực sự hay, chất lượng. Và ở đây thì anh có sử dụng là đẩy Martin 5.2K và một con đẩy Crown để Microtech 9000i để đánh súp. Cái vang dùng S800 và một bộ mic DB. Đấy thì các bộ sản phẩm này thì nó sẽ có giá đâu đấy nó khoảng 190 triệu các bác ạ, khoảng 190 triệu cả bộ. Thì em sẽ mời các bác cùng đi lắng nghe và thưởng thức chất âm của cái bộ dàn này nhé. Trời mưa tuôn ngoài
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.